bữa Pelu Ôi. phán đi vô thắng Gam, còn Flash thì không. Ôi, hóa ra là tại Pelu ạ. Hóa ra là tại Pelu ạ. Pelu phán thế thì Gam chịu, đỡ sao nổi. Cái gì cũng có lý do của nó anh em. Tâm linh thì không thể đùa. Hôm trước anh không gáy là win rồi. Ui, hôm trước anh gáy hôm nào? Gáy hôm đầu tiên hả? Với cả nói chung là không quan trọng rồi đâu anh em nhá. Chung là VCS mùa này thấy anh em thấy hấp dẫn chưa? Team Gam mà thắng thì lại kêu là VCS một chiều. Giờ Team Gam thu anh em thấy hấp dẫn anh em gáy chưa? Con chó lại bị ngu bò. Cảm ơn Đăng Khoa nha. Nhờ những bé học sinh như Đăng Khoa mà anh có thêm tinh thần để chiến đấu. Cảm ơn bé. Cảm ơn nhé. Sejuani không nói nhiều. Đưa tôi con heo. Run bitch. Run. Một game thua đem lại cho nhiều người quá nhiều lợi ích. Về mặt giải trí có này, về mặt tinh thần có này, về mặt chuyên môn có này. Trận đấu thua mà kiểu quá nhiều người vui đấy anh em. Tất nhiên tuyển thủ không phải là những người vui rồi, nhưng mà thực sự cái trận đấu này thì quá nhiều vui. Tuyển thủ mình cày quá anh em ơi. Lát quá, lát quá. Mẹ. Có nhiều kỷ niệm mà cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Nhưng trên tất cả là kỷ niệm với cha. Mẹ. À, lỗi. Hơi cay. Đánh thắng mà ta. À thôi, còn lính thì thôi, còn lính thì về. Mình ăn con cua thì ngon rồi. Cái tướng tủ của tôi là con Sejuani. Mùa sau nó được boost lên thì anh em cứ phải gọi là lịch sử đấu của Team Gam thôi. Nè, Quy đâu? Nice. Có những kỷ niệm mà cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Bố mình chịu. Cái chân nó phải tay, nó phải tay. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội. Mắt luôn. Ôi, có Lee Sin thì lại là một câu chuyện khác nha. Ok. Hai mạng. Double kill. Nice. Ơ, con xe. Thôi bỏ con xe đi, con xe không cần ăn. Ủa, nó đi đấy, ỉ nó đi đấy. Ồ, chứ. Nice. Thì thế ăn phạt là lúc thi đấu thôi anh em. Còn stream thì mình chửi thề được, nhưng mà mình không muốn gọi là... Mình cũng muốn văn minh xíu, nhưng mà mình chửi thề thì mình sẽ chửi thề theo kiểu mà nó lịch sự thôi, chứ mình không chửi thề tốt. Nhưng mà nhiều lúc thì đúng là có những cái tình huống mà chửi thề thì nó cũng được cảm xúc thật anh em ạ. Chứ nhiều lúc nói chuyện văn minh quá thì nó không hay. Ở ngoài mình... Thế là mình không nói dối anh em nha. Mặc dù mình là một người mà có thể nói là khá là lễ phép và biết điều nha, nhưng mà khi mà nói chuyện với đồng đội thì mình chửi thề khá là nhiều, tại vì anh em với nhau mà có những câu chửi thề nó mới vui được, nó mới làm cái cuộc nói chuyện hấp dẫn cho anh em. Nice ơi, mày chạy đi đâu, chạy về đi thì chạy, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu. Nice. Ê, con Chana nó mà giữ cái R là cứu của tôi đấy anh em. Con Chana nó mà giữ cái R để cho tôi chạy ra là cứu của tôi đấy anh em. Ê, biết con Chana này giết mình hai pha rồi nha. Mình không biết nó còn đấy hay không. Chiều anh em ơi.
con heo của Levi. Rồi mày chạy đi, chạy được. Trừng phạt được kìa, trừng phạt con này để làm gì? Ôi nó vào kìa. Ôi mày giết Levi anh em ơi, tưởng mà giết được Levi. Nếu mà nó tưởng như thế thì nó đã đúng rồi đó. Không fit nó vòng sao không để ý anh em này. Đây AD xả giờ mới tới hết này. Ui pha này AD xả giờ. Lôi vi nha. Kenan đang xuống hay là mình để rờ cho Kenan nhỉ? Mình để rờ cho Kenan có vẻ hợp lý hơn anh em ạ. Rờ Lôi vi này không hợp lý lắm. Cứ rờ cho Kenan. Kenan. Thắng trụ được anh em ơi. Đánh rồi này. Đánh cho anh em đánh rồi này. Đánh cho anh em lôi. Rồi hóa đây nó lì. Oh shit. Không cài đi theo mình luôn. Ui lỗi tôi rồi. Anh em ơi. Lại là lỗi của Bavi. Tôi để nghĩ là mình sẽ chạy được cái Lý Trị áp sát. Hay quá ai đi. Giả vờ phít thử AD vào cái kết. Nghe giọng bị bé ở Đạt Nguyễn. Ôi ok để mình chỉnh lại rồi. Thấy được chưa? Nghe sẽ đỡ hơn đúng không? Nói. Phít đang xuống. Ăn trụ trước nha anh em. Ăn trụ trước nha. Trụ đi. Ăn tanh. Chơi được ấy. Team mình đang xuống này. Đây lôi xíu. Đánh xong đầy lính. Ok. Mình đúp đúng hướng nhưng mà không tới, cái đúp không ngắn. Ok. Con heo này hơi trâu, con tứ tủ của Bavi. Con này con tứ tủ của mình nha anh em, mọi người nghĩ là con Lee Sin hay là con gì đúng không? Thực ra con heo là con tứ tủ của mình. Mình thầm một con phép, tí mình lên một cái phòng phép là mình sẽ đánh được con phép. Mày khoái lắm. Ui, hơi vang. Chưa có đây. Nó hơi đông anh em ơi, 4 thằng, 5 thằng chưa chơi. Lại là lỗi của Bavi rồi. Cái mày Bavi lỗi hơi nhiều anh em, Bavi la vào toàn những thằng ngu à. Cái mày hơi bị say nhẹ rồi. Con thể linh em. Có chứ em ơi, ai mà chả thế con người mà. Qua là mình kiểm soát được cái mức độ nào thôi. Mấy ông đừng nghĩ mà con người mà có những người mà nó mạnh mẽ hay là không quan tâm cái này không quan tâm cái kia. Con người mà ai là như nhau. Qua là họ trải qua nhiều việc, họ rèn luyện họ, nhưng mà là cả một quá trình. Ôi. Phật giờ vãi đái thật. Là cái chuyện chơi game đi thì khi bắt đầu chơi ai như ai đúng không, khi mà chưa biết chơi ấy, thì ai chẳng như ai, mọi người đều gọi là bắt đầu từ một cái xuất phát điểm bắt đầu. Thì trong sinh học các thứ cũng có gen lặn gen trội, kiểu con người không ai giống như ai á, là do mọi người trải qua những chuyện hoàn toàn khác nhau mà có ai giống như ai đâu. Có phải là game thủ là vừa động vào game cái thách đấu mẹ luôn xong đi đánh giải luôn đâu, không có. Cả một quá trình. Đột hết tốc biến đúng không? Tanh luôn cho anh em này, anh em vô đây tôi tanh hết.
Tôi là chủ heo tanker. Chủ heo tanker tank hết, anh em cứ làm gì làm em, tôi vẫn vui tay. Làm gì làm em. Lên. Xông lên. Xông lên anh em. Tuyến trên đang có heo tanh. Nhảy luôn. Ném cú đời triệt hộ. Tanh luôn cho anh em. Xông lên. Ê. Xông lên anh em, vẫn đang tanh. Xông lên. Phải đi. Heo, tướng thủ mới của tôi, không phải tướng thủ mới, tướng thủ cũ rồi. Đấu hài gì? Kỹ năng mà tôi tanh cho anh em, đâu phải là kiểu đấu hài mấy ông vào đấu hài hộ tôi, mấy ông đánh con heo mà mấy ông đứng trong trụ, mấy ông nhảy mà tiên thắng này. Rõ ràng kênh kỹ năng. Ôi cảm ơn em nha. Anh đọc không hiểu gì cả em.